hôm nay bên Mai tiếp tục về Fortuner cho các anh chị mình tham khảo lựa chọn nha. Chiếc này là Fortuner máy dầu sơ sàng đời 2018 nhập khẩu Indo nguyên chiếc, đi mới có 53.000 km thôi, chuẩn các anh chị nha, biển số Sài Gòn luôn. Dàn vỏ lớp zin theo xe, nước sơn quanh xe còn cực kỳ mới và đẹp. Xe mình biển số 80781 cũng khá là dễ nhớ ha. Đó. Nói chung xe qua sử dụng thì có những cái trầy xước dăm dăm nhỏ nhỏ nó là bình thường. Tuy nhiên là chất sơn zin còn được nhiều nè. Rồi có bị va quẹt, có máy móc còn nguyên hay không, hay là đã làm lại gì đó, cái đó mới là quan trọng. Thì ở video này mình sẽ đi chi tiết cho các anh chị mình xem luôn ha. Đây, phần biển số Sài Gòn nè. Đó, khá là dễ nhớ, khá là đẹp ha. Xe mình biển số 51G nha các anh chị nhé. Nếu mà nói về xe 7 chỗ thì bên Mai cũng còn một số xe nữa, Everest nè, Santa Fe nè, Sorento nè, Sedona nè, Honda CR-V hay là Innova. Các anh chị nếu mà quan tâm những xe kia có thể liên hệ với Mai theo hotline bên dưới á. Nhắn qua Zalo Mai cũng được, hoặc alo cho Mai anh chị đang quan tâm thì hiểu một chiếc xe như thế nào đó. Mai sẽ gửi hình ảnh thông tin chi tiết xe cho các anh chị mình tham khảo và lựa chọn nhé. Còn bây giờ mình sẽ vào kiểm tra kỹ xe này. Phần nước sơn quanh xe Mai thấy rất là đều, đồng màu và đẹp các anh chị nhé. Xe Sài Gòn mà đi 50 Fortuner nữa, mà đi có 53.000 km và nó rất là ít luôn á. Xe này thì gần như là nguyên bản, trang bị cơ bản thì đầy đủ cho mình sử dụng, như là dán phim, lót sàn, bọc trần ha. Dàn vỏ lớp nha các anh chị xem nè, ra gió còn rất là sâu luôn nhé. Đó, vỏ của mình là của Bridgestone, đáp vỏ là tuần thứ 23 của 2018, mâm cũng không chạy xước nhé. Đăng kiểm xe này thì gần hết rồi, tháng 8 2022 còn vài hôm nữa thôi. Anh chị nếu mà cần đi đăng kiểm lại hoặc là cần hỗ trợ phần đăng kiểm thì cứ liên hệ với Mai nhé. Xe đã có dán phim rồi nè, về mưa rồi ốp chiến cửa cho mình nhé. Bên này hơi chật, chắc là sẽ không có đi kỹ quá được, đi sơ qua cho các anh chị mình xíu phần keo chỉ ha. Keo chỉ cũng như ốp cửa. Ốp cửa trước thì sợ coi không được, ốp cửa sau chắc coi được á. Xe bên Mai thì cam kết cho các anh chị mình rồi, không tai nạn, không ngập nước, không đầy tu động cơ số 3 test hãng nên chị mình yên tâm. Phần ốc ác nè, các anh chị thấy ha, sơn phết đầy đủ nha. Có cam kết thì mình cũng có bảo hành cho các anh chị mình nha, 6 tháng hoặc 5.000 cây, động cơ hộp số ha. Ở phía đâu đuôi xe này thì có một cái điểm trầy nhỏ nhỏ ở đây, đi gần hơn cho các anh chị mình xem nè. Đó, cái này thì có thể đánh bát ra cũng được hoặc là dầm lại nhẹ nhẹ, nhưng mà Mai sẽ để nguyên như vậy luôn để các anh chị mình nếu mà muốn đi gia đình và muốn làm đẹp thì làm, còn không thì về có để sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết nha. Đằng sau này thì mình có cái camera nè, rồi có cảm biến nè, rồi có nẹt cái này nữa nè. Rồi đi sơ xem sơ phần lớp dự phòng cũng như gầm bệ giúp Mai. Gầm bệ thì sáng đẹp nè, lớp dự phòng thì cũng ra gió rất là sâu, xài được chắc 1-2 lần gì thôi các anh chị. Cớp thì rộng ha. Fortuner thì các anh chị quá rành rồi. Nếu mà nói về option thì chắc không có gì để kể máy đâu. Nhưng mà về chất xe có cứng hay không, có đẹp hay không. Xe này thì anh chủ trải simili từ trước ra sau nên bảo vệ phần sàn khá là mới. Ở đây thì rất là sạch nha. Phần nhựa bên trong xe cũng không trầy xước gì hết. Hàng ghế thứ ba thì đang gặp rồi, chắc Mai sẽ không thả ra, tại vì đây Mai thấy rất là mới luôn các anh chị. Rồi trần cũng bọc cho mình rồi, có hộp gió làm mát luôn. Đánh sơ một vòng keo chỉ và ốc cốp giúp Mai luôn ha. Dòng này thì quan trọng là vô giá thôi. Anh chị nếu mà chốt giá mà cứ giao xe về cho anh chị luôn cũng được nữa ha. Các anh chị ở xa xem được video này mà ưng ok xe rồi cứ chốt giá đặt cọc cho Mai 20 triệu thôi, mà giao xe về tận nhà cho mình luôn ha. Về tận nhà các anh chị kiểm tra lại một lần nữa, hoặc là mình đi test hãng đúng video mà làm ở đây, đúng bên ngoài cam kết thì các anh chị mới thanh toán, ký mua bán, ký ủy quyền gần nhà các anh chị mình luôn. Dòng này thì mức tiêu hao nhiên liệu của mình khoảng tầm 6 lít 2 đến 7 lít 2, trong đô thị khoảng tầm 8 lít. Đó. Này thì theo thông số của nhà máy nha. Còn các anh chị nếu mà để đi dòng này rồi, để sử dụng dòng này, chia sẻ thêm với Mai ha. Nội thất của mình thì sàn được lót simili, nội thất ghế da còn căng bóng mới đẹp cực kỳ luôn. Trần cũng bọc ni lông ha. Đó. Rồi Mai sẽ ra phía trước. Xe thì sử dụng chìa khóa cơ, có nút lóc mở cửa như thế này nhé. Rồi phía trên này các anh chị xem giúp Mai ha. Xe đi được 53.000 km chuẩn cứng ngắc luôn. Ở phần vô lăng nè còn mới nè, nút điều khiển âm lượng cũng như đèn thoại rảnh tay nè, đầy đủ và không có bị bóng mờ nhé. Trên này mình có thảm táp lô, trời nội thất xe này thơm lắm. Dán kỹ hết rồi các anh chị. Có một cái camera hành trình của trên sen dòng này ít thấy. Màn hình giải trí nè. Đó. Quốc ca. Rồi dàn lạnh nè. Cần số cũng còn mới nè các anh chị, da rồi còn mới ha, không bị bóng mờ luôn. Da ghế còn căng bóng đẹp quá trời luôn, trần bọc đầy đủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía trước kiểm tra phần động cơ máy móc nha.
tắt máy luôn cho nó khỏi hết bình. Mấy hôm nay thì cũng về xe nhiều lắm các anh chị. Mà thường thì tháng 7 thì cũng chia sẻ thật tình với các anh chị là hơi chậm, nên là giá xe cũng để rất là mềm, cũng như là cũng còn thương lượng với các anh chị mình luôn ha. Đó, còn bớt nhiệt tình luôn. Keo chị cabo, ốc cabo nè, tem mát còn đầy đủ nha. Keo chị nguyên zin ha. Tháng 7 thì thường nó sẽ hơi chậm hơn bình thường chút xíu các anh chị, nên là một số anh chị mà không có kiêng gì á thì mình lấy xe vào thời điểm tháng 7 này giá cũng rất là tốt. Quan trọng các anh chị cứ lên xem xe đi, nếu mà ở gần mình lên xem xe trực tiếp luôn, đặng mình biết được chiếc xe thực tế như thế nào. Còn anh chị nào ở xa mà ngại đi lại á, thì cứ đặt cọc bây giờ xe về tận nhà cho cũng được nha, không sao hết. Vô giá cái là được ha. Rồi, nhắc lại thông tin xe một lần nữa nha. Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 nhập khẩu Indo nguyên chiếc. Xe này thì bên Mai đang bán với giá khoảng hơn 900. Giá chính xác mình sẽ để trên màn hình cho các anh chị ha. Bên Mai thì có hỗ trợ cho mình là bao rút hồ sơ nè, hỗ trợ giao xe về tận nhà nè, hỗ trợ trao đổi xe qua sử dụng luôn. Và cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều xe qua sử dụng. Các anh chị nếu có xe không có nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho khách hàng nha. Các anh chị nếu mà theo dõi video này thấy thích thì nhớ cho Mai xin một like để video này được đề xuất thêm rất là nhiều người xem nữa. Và có thêm thần ra thêm nhiều video nữa nhé. Còn nhớ theo dõi, đăng ký, bấm vào biểu tượng chuông thông báo để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.